Jining Edda Day, Trung tâm Nghệ thuật Seoul Nam. Xin chào quý vị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube chính thức của GNAD Nghệ thuật và Cuộc sống, là kênh thường niên của Trung tâm Nghệ thuật Seoul Nam. 안녕하십니까? 만나서 반갑습니다. 저는 첼리민입니다. À dạ vâng, trước tiên tôi xin tự giới thiệu, tôi là MC Bồ Câu, là MC mới của kênh GNAD Nghệ thuật và Cuộc sống. Kênh của Trung tâm Nghệ thuật Seoul Nam. Mong quý vị và bạn cùng ủng hộ tôi. Vâng, hôm nay chúng ta sẽ trở về với chuyên mục Mỹ thuật, là một trong hai chuyên mục quan trọng nhất của kênh Duy Ninh để nghệ thuật và cuộc sống. Và bây giờ chúng ta hãy cùng gặp gỡ với Duy Ninh, là chủ chính thức của kênh Duy Ninh để nghệ thuật và cuộc sống. Xin chào anh. Dạ vâng, xin chào MC Bồ Câu ạ. Cảm ơn anh rất nhiều. Duy Ninh xin được chào quý vị khán giả. Chào mừng quý vị và bạn đã đến với chương trình ngày hôm nay. Dạ vâng, chúng ta hãy bắt đầu chương trình ngày hôm nay chứ ạ, anh Duy Ninh. Dạ vâng ạ. Hôm nay không biết là anh sẽ mang đến những sản phẩm nào hay tác phẩm mới nào trong chuyên mục mỹ thuật ngày hôm nay đấy ạ. Dạ vâng, cảm ơn anh Bồ Câu. Hôm nay Duy Ninh xin gửi vị và bạn một sản phẩm, đó là sản phẩm thuộc về lĩnh vực tâm linh. Đó là tranh vẽ trên những các đền, đình chùa hoặc là những tranh thờ, một trong những tứ linh quan trọng của Việt Nam, như tranh Long Phụng, tức là Rồng Phượng đó. Mời vị và bạn hãy thưởng thức sản phẩm tôi ngay trên màn hình này. Chào vâng, khi nhìn vào hình ảnh được chiếu trên màn hình đây thì cá nhân tôi cảm thấy là đây là một hình mẫu Long Phụng hay còn gọi cái khác là Rồng Phượng, được vẽ với cách điệu rất là uốn lượn, theo đường nét rất là cổ xưa. Tôi tò mò không biết là đây có phải là cách điệu hoa văn không hả anh Ninh? Dạ vâng, đúng như anh Bồ Câu nói đấy ạ. Đây chính là tranh Rồng Phượng Long Phụng được cách điệu theo hình thức là hoa văn cổ xưa. Được biết chủ nhà đã yêu cầu tôi và nên dự án vẽ theo hình thức hoa văn như thế này, và được trang trí theo cách điệu hoa văn thời nhà Nguyễn, tức là hình Rồng Phượng thời nhà Nguyễn đó. Dạ vâng thế ạ. Nhưng mà tôi tò mò không biết đây là ban thờ gia tiên của gia đình hay là một ban thờ của tư đường họ gia tộc đấy ạ. Dạ vâng, thưa anh Bồ Câu, đây chính là ban thờ gia tiên của chính gia đình nhà bác chủ đó đấy ạ. Được biết chủ nhà mang chức vụ là trưởng nam của một dòng họ, nên đây sẽ là nơi thờ tự chung của các anh ông bà tổ tiên gia tộc 90 đời. Nhà dòng họ sẽ được quy tụ và thờ tự tại gia đình nhà gia chủ, nên gia chủ đã chọn vẽ hình Long Phụng theo cái điệu hoa văn như thế này để có thể giúp được sự linh thiêng và cũng như là thu hút được sự đẹp mắt trong cái bức tranh ở trên ban thờ nhà mình đó. Dạ vâng, một câu hỏi nữa, đó là tại sao đây là vẽ theo hình thức của con rồng con phượng nhà họ Nguyễn mà không phải là con rồng con phượng thời khác, và nó có ý nghĩa như thế nào ạ, thưa anh Duy Ninh? Dạ vâng, lý do mà tại sao đây là hình ảnh con rồng thời Nguyễn mà không phải con rồng thời khác, vì chủ nhà chính là dòng tộc của chủ nhà chính là họ Nguyễn đấy anh. À, thì ra là thế. Thế có ý nghĩa thế nào ạ, thưa anh? Dạ vâng, về mặt ý nghĩa thì cũng khá là dễ hiểu. Như các bạn đã biết thì Rồng và Phụng thì là một trong hai con chính trong bộ tứ linh, đó là Long Uy Quy Phụng. Hai con vật này được ông cha ta từ ngày xa xưa đã sáng chế ra và ghép lại từ những con vật rất là linh thiêng, ví dụ như con rồng chẳng hạn. Bởi vì nó mang ý nghĩa linh thiêng nên nó sẽ được thờ tự trong ắt đền, đình, chùa, miếu vân vân. Nên ông cha ta đã cách điệu trên ban thờ tổ tiên gia tiên nhà mình. Nó biểu thị cho sự linh thiêng của cửu huyền thất tổ của gia chủ, tức là ông bà tổ tiên 90 đời, tao tầng tổ khảo và tao tầng tổ tỷ của gia đình. Thật sự nó rất linh thiêng. Đó là những ý nghĩa đặc biệt của đôi Long Phụng.
Đặc biệt là hình ảnh hai con rồng đang trầu mặt nguyệt. Đây là hình ảnh rất quen thuộc, thường thấy trong các nơi thờ tự như đình, chùa, miếu, v.v. Nó càng làm thêm vẻ trang nghiêm và sự trang trọng của cửu huyền đất tổ của gia đình nhà gia chủ. Đặc biệt là hình ảnh chiếc mặt nguyệt mà tôi đã làm thêm tiến nấp nánh để càng làm thêm thu hút thêm vẻ đẹp và sự trang nghiêm của chiếc bàn thờ gia tiên này. Dạ vâng, xin cảm ơn sự chia sẻ chân thành của anh Jinny ở đây ạ. Dạ vâng. Tôi tin rằng với sự chia sẻ chân thành và những sản phẩm đẹp mắt và mang vẻ đẹp trang trọng như thế này, tôi tin rằng có rất nhiều vị khán giả đang muốn có thể muốn trang trí cho nhà mình hoặc là gia đình gia tiên nhà mình nơi thờ tự và những sản phẩm đẹp như thế này. Theo như vậy thì theo như anh Duy Ninh thì muốn vẽ những sản phẩm đẹp như thế này thì sẽ liên hệ theo anh Duy Ninh bằng cách nào ạ? Vâng, thưa anh. Dạ vâng, thưa anh Bồ Câu và thưa vị các bạn, vì các bạn muốn vẽ những bức tranh sản phẩm về tranh sơn dầu và tranh tường 3D đẹp như thế này, vì bạn hãy liên hệ với Duy Ninh ở đây theo số điện thoại 0842 480 730. Và tôi xin nhắc lại là số điện thoại là 0842 480 730. Xin cảm ơn ạ. Và quý vị và các bạn có thể liên hệ trực tiếp ngay, inbox trực tiếp ngay tại dưới phần mô tả hoặc dưới video này. Xin cảm ơn ạ. Dạ vâng, thay mặt chương trình thì cảm ơn anh Duy Ninh ở đây đã dành thời gian tham gia với chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay. Và quý vị và các bạn thì tới đây thì thời lượng chương trình đã hết. Xin chào quý vị và các bạn và hẹn lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau về chuyên mục mỹ thuật trên kênh Duy Ninh HD nghệ thuật và cuộc sống của Trung tâm Nghệ thuật CO Nam. Và có nhã hứng thì quý vị và các bạn hãy ủng hộ cho tôi để làm tiếp những video clip lần sau thêm phần hay hơn ạ. Quý vị và các bạn hãy ủng hộ tôi nhé. Về phía anh Duy Ninh HD thì không biết anh có đồng ý cho tôi cùng đồng hành với anh trong những chương trình lần sau không ạ? Dạ vâng, tất nhiên rồi ạ. Có anh MC Bồ Câu thì chương trình của tôi thêm phần đặc sắc và hay hơn rất là nhiều. Mong rằng anh sẽ hợp tác trong chương trình lần sau của trên kênh của tôi. Xin cảm ơn anh Bồ Câu rất nhiều ạ. Dạ vâng, lần cuối cùng thì xin mời vị các bạn khán giả hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh của Duy Ninh HD để tiếp tục theo dõi những sản phẩm mới nhất nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong chương trình lần sau. Duy Ninh HD, Trung tâm Nghệ thuật Seoul Nam. Hello, Seoul, Duy Ninh HD.